nóng hổi đây. Các tình yêu nhà Táo ơi, review tập 69 mới ra lò. Quẹo coi ngay nha. Mới vô là có biến rồi quý vị ơi. Bé Phước hẹn tình địch ra gặp mặt nhưng hổng ngờ có cái kết đi vào lòng sông. Cảm ơn anh. Cũng nhờ có anh mà mấy ngày hôm nay. Khỏi cảm ơn gì hết đó. Tại báo thương anh. Tôi nghĩ là báo ăn cơm anh nấu sẽ mau hết bệnh hơn. Rồi có mùi gian tình luôn. Chỉ cần cố gắng một chút xíu nữa thôi. Thiệt khổ mà, đi động viên tình địch, hổng ngờ tìm ra tình nhân. Ca này mặn quá, cô bông với báo mà biết chắc lên tăng sông quá. Tại sao không quyết liệt cho em biết sự thật hả? Không nên tăng sông mà chết sớm. Tiếp chuyện bé Dư ở tập trước, nhờ ba mẹ cho uống sữa voi nên bé lớn nhanh như thổi. Tuy nhiên do bé Dư một ngày chơi 7-7-49 lần thử sữa, làm vitamin chuyển hóa không kịp dẫn đến bị ngộ độc phải cấp cứu, khổ hết sức luôn. Bé Dư có vượt qua để về với ba mẹ không? Các bạn nhớ coi tiếp nghe. Sao tự dưng bé Phước thích ăn xoài chua vậy ta?